Hôm nay chúng ta sẽ chơi Minecraft sinh tồn, nhưng nếu các bạn đập bất kỳ block nào, nó sẽ quay lại tấn công các bạn. Độ khỏe của block tùy thuộc vào block đó có khó đập hay không, và liệu tụi mình có thể hoàn thành được game. Đây là một thử thách cực kỳ khó, các bạn hãy xem đến cuối video nha. Nhân tiện, chỉ có 1% người xem của mình là đã ấn nút đăng ký, nên nếu các bạn là những người chưa đăng ký và các bạn thích video này, thì mình hy vọng các bạn sẽ ấn nút đăng ký giúp mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ, chúc các bạn xem video vui vẻ. Ui, gì vậy? Bro, anh chết bởi lá cây em ạ. Ôi đê, gỗ này này. Đâu? Này này, kéo ra này, kéo ra này, kéo ra này, kéo ra này. Gỗ, gỗ. Nhóc con, gỗ dây. Đấy. Rồi, cái thứ hai, cái thứ hai, cái thứ hai. Mày. Gỗ, 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 gỗ. Au, 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 hai máu, hai máu, hai máu. Ui, hai máu, hai máu, hai máu. Ồ. Ok. Ê, từ từ, hai máu đi. Vừa đủ chế tạo cây kiếm luôn á. Ui, quýnh cái này mà sao chơi. Đây, kiếm đây, kiếm đây. Rồi, rồi. Em quýnh ra, anh quýnh đi, anh quýnh đi. Ờ để em quấn nha, để em quấn nha. Trời ơi. Đánh đây. Đánh đây. Làm được kia cúp không? Làm được kia cúp chưa? À không, làm được kia cúp rồi. Ê thế là làm kiếm cho full mọi người chứ cái đã, để lấy lóc cái đã. Ừ. Ê. Mày ơi, có điều không lành, mày ơi, cứu tao. Có điều không lành. Gì vậy? Cục đứt nó dí tao. Kìa. Đây đây đây. Làm hai cái kiếm nha. Đó đó đó. Yeah, yeah, đây. Còn loài trời. Ý, nếu bây giờ anh thử đấm vô cục đá nha, xong rồi để cục đá. Ủa không. Thôi phải ra cobble stone. Khoan, cái này phải ra cobble stone mới được, cái đá này không có chế tạo được. Chết rồi. Ồ, ủa, ra đường đi. Trời ơi, thiếu chuyên nghiệp quá. Đây, 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 okay, đây. Sẽ là người đi lấy đồ. Giờ mình chỉ đi lấy kiếm thôi, mình chỉ đi làm kiếm thôi, không cần làm mấy khác, hợp lý. Em sẽ đi lấy đồ ăn cho mọi người. Từ nào, giờ để em chế tạo kiếm đây. Đây, 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 giết con cụ cái đó. Mày, mày, làm, lấy cái giường. Ê! Làm gì giết bà chứ nào? Cái đậu xanh, mình đâu có cố ý đập vô cái đậu, các bạn chế tạo đâu ta. Ô! Muốn ăn ăn đồ của em hay sao hả? Ăn chưa? Ăn đồ của mày. Đậu phát. Đậu xanh mày, đậu xanh mày. Ui! Trời ơi, dở quá. Non quá non. Rồi, cái kiếm đá nè, vô. Vô, vô, vô. Yeah, ủa đâu rồi? Cô này em thấy. Ê, thằng kia có sắt kìa. Có đá không? Có đá không? Đung đoạn ơi anh em. Chưa, chưa có đá. Ây da, ây da. Ui, nó quýnh đau, thiệt chứ. Au, 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 au. Trời ơi, trời ơi. Nó trâu quá à. Ôi, cục đá hơi trâu đó. Lấy hiểm đá đi, giờ lấy sắt. Rồi đưa tao kiếm, tao chém mày. Kiếm gỗ mà chém được hả? Không có kiếm gỗ. Rồi xong, chết rồi. Ủa, tao dục ra mà. Ôi, Huy. Em không biết là em quýnh vô cái đó. Anh gần chết xong, Huy đã đánh vô cái cục đá gần cạnh anh. Ý trời. Lên trời tối rồi mấy bạn ơi. Em có giáp rồi nè. Đâu? Mày thôi bắt đầu. Giờ có thằng đã vô lấy đồ. Cảm ơn mày đã cho tao đồ đá. Giết ngựa làm gì vậy? Giết ngựa lấy đồ ăn. Làm gì có? Ngựa làm gì có đồ ăn? Ngu. Game ngu chứ. Mày ngu phải chứ. Rồi giờ phải lấy 8 cục đá để làm cái kia à. Đã đây, đưa 3 cục đá là còn gì? Có 3 to quá. Ở đâu? 3 cục đá là to quá. Qua này nè, này cũng một đá rồi đi. Ô, đưa máu, đưa máu, đưa máu. Huy ơi, chỉnh cái đánh xa của nó một bò lóc được không? Không. Tụi bay ơi, đá tới nè, tao đang lấy đá nhiều lắm. Đâu? Đâu? Nè. Đâu? Nè. Lấy giùm mì cho thời giá gì? Vãi rồi. Nhóc con. Mày. Ui. Game khó quá à. Đây. À. Sao mày lấy đá mày gì ngu vậy? Mày lấy cái đá cái kia vậy? Sao lấy cái đá này quýnh còn được? Mày lấy cái đá ngu. Nó đánh một lần là 3 máu đó. Nó bằng cái kiếm đá. Con kiếm mở nổ. Rồi cho kiếm mở nổ. Cho kiếm mở nổ. Ôi sao con Enderman? What the fuck? Nào đập cỏ hay ngu vậy? Không đánh được tao luôn rồi. Ôi, sao tao bị mất tao vậy? Ôi đồ anh đâu? Em lấy rồi. Đâu à? Ê! Ê! Ê!
Chuối, cái này mà sao sinh tồn má ơi. Mày sinh bồn, mới sinh tồn vậy. Ê, mới có 5 cục đá à. Còn mấy cục, em có mấy cục đá? Em có 1 cục. Em có 1 cục à. 7 cục. Vẫn thiếu 1 cục đó các bạn. Anh em ơi, hôm nay zombie hơi nhiều, giờ tính sao anh em? Ê, dẫn zombie ra chỗ cục đá xong cho nó nổ được. Zombie. Zombie mà nổ. Ờ, Creeper cũng được tính là zombie chứ. Ow, wow. Ừ, sang quái vật với chúng tôi. Ôi, game gì có à. Tối coi vậy. Ôi, nó bắn kìa. Bắn chúng tôi, bắn. Ây da. Mày, ủa trời. No. Cái nổ đó, nó không hề nhờ, cái không hề nhờ cái mấy con quái lắm. Ui, wow. Blop. À. Ui, nó còn bay được nữa ạ. À. Con gì bay? Cái gì bay? Ôi trời ơi. Bây giờ mình hãy giết cừu, mình làm giường, mình ngủ cho trời sáng, đừng có zombie rồi mấy trai. Ờ, anh có ba len rồi. Em có 1 len. Huy có mấy len? Không len. Không len. Nhìn em đủ bích rồi thằng này. Nó thằng này cứ đánh. Còn con nó đánh dễ mà. Nhưng mà anh còn có 2 máu thôi, nó một phát nó cũng giết chết anh nữa. Một phát. Anh đánh đâu? Anh đánh con gà. Cái này là do anh, cái này là do anh. Alo, không phải do em. Alo. Cái này là do anh quýnh nha. Alo. Mình đánh con gà mà. Ủa sao quăng hai kiếm đá vậy? Cho em sắc đi. Anh có cầm sắc đâu, sao em quăng sắc vô người anh xong anh kia em cho anh sắc đi. Không cho em đá nhầm, ông cho sói đâu. Trời ơi, anh Bảo ơi là anh Bảo. Đó không phải là anh. Đi luôn. Thôi xong, ta còn 1 team thôi. Thôi xong. Đó. Lượm ơi. Đồ ăn đâu. Ăn đồ ăn. Ôi, hết hồn anh đã đánh cái mặt nghi ha rồi. Vừa bay lên luôn. Thật ra game này chỉ khó lúc ban đầu thôi. Cái lúc về sau nó còn khó hơn. Ê, giờ lóc sắt mà em thấy nó đánh như con boss thì giờ anh đập lóc kim cương á rồi. Lóc bây giờ kiếm ơi. Cái này thề mày luôn. Tao không có đám. Alo. Mày tạ vừa thôi. Mày quay lại thằng nắm nha. Alo. Kì đấm tao đang lượm đồ, tao đấm bằng niềm tin à. Mày đang lượm đồ nhưng mà mày đánh con Skeleton là mày đánh trúng cái cỏ. Alo, được chưa? Tôi đang quýnh các bạn, tao đứng ngoài biển. Phới, đó, phới. Đó, phới ngoài chưa? Ngoài cái phới da mày có thêm cái nữa là phới hơn. Đây, tới đây, tập hợp lại. Rồi đi ra đi tìm cái làng sa mạc hay cái làng gì đó để trết đồ đi anh. Đói đồ các thứ đi chứ hả? Ê, có than nè, đây có than nè. Hy vọng là anh đánh được cái cục than này. Ủa? Hy vọng thôi à. Anh không chắc chắn đâu. Đấy. Đấy. Đó chỉ là hy vọng thôi. Giờ thôi, không có lụm được hai cái này đâu, đi tiếp đi. Giờ khiên đồ dở mồi. Khiên này dở mồi, thôi đưa anh cầm. Ê! Ủa sao mày lấy hết đồ ra đi, phụ nó. Đánh nhau cái gì vậy? Đồng đội chơi, ngu như bò rồi. Thí đồng đội. Đồ mạnh ra. Trời ơi. Ha, chưa bao giờ thấy cái khiên có khiên như không có khiên nha. Ủa? Trời, cái lò không chơi được rồi. Úi, cái vậy? Lò bị ngu rồi. Anh đi xuyên cái lò luôn. Bây giờ có một sắc rồi, bây giờ mình lấy cái bật lửa đó mình đặt ở dưới chân con để nướng đồ ăn. Con kia, con bò, xong mình đánh con bò chết, hợp lý không? Dưỡng vô xác á. Đây, hay quá. Sắc đâu? Đây. Con gì mày cho tao? Phi không? Trời đâu? Lan! Go! Lan anh em ơi! Lan! Ôi Lan! Lan! What the f... Ồ, ra đi con Lan, xuống địa ngục được. Đúng rồi. Quên. Trời ơi, mình sẽ biết runner mà trời, sao mình quên ta? Đánh Golem xuống địa ngục là sao? Đánh Golem lấy sắt xuống địa ngục. Mà mấy em dám xuống địa ngục. Chơi luôn. Ôi, tao sẽ nuôi chó. Yep. 5 cục. Wow, 5 cục luôn. Em. Giờ xuống dưới nếu mình không gặp được block thì sao giờ? Lấy cái giường làm. Lấy cái giường. Nhưng mà xuống dưới mình phải tìm thêm block nhiều lắm á. Ờ, đây, anh đang nói đây. Được thì mình đập hết giường công dân làng này luôn, xong rồi mình làm cái cổng rồi mình đặt cái giường cạnh cái cổng luôn. Em đang suy nghĩ nếu như mà đằng sau anh kìa. Lấy hết giường này đi, rồi mình xuống dưới mình xài cái giường á. Khoan, đi ngủ rồi. Kiếm chỗ giường là ba người ngủ chung đi. Cả ba hả? Cả ba bạn.
Đi chỗ khác mày ơi, ơi. Ngủ rồi nha. Từ nào? Nhà nên. Điên đòn. Lâu ta. Ủa sao bảo chiếm giường của em? Đâu không có giường anh. Cái đó giường của em. Đừng quên. Em đặt rồi. Em đặt cái mông em lên rồi. Đèn xe spam boy rồi, đi ra. Em đập cái giường không? Thử làm đi, em làm gì? Cái là coi như là hành trình từ đầu luôn á. Ủa nhưng mà em làm gì? Em đang ở đâu vậy? Không biết. Ngủ chưa? Ngủ đi thằng ông nội ơi. Ủa ta đang ngủ rồi nha. Chìm vô quá. Đang ngủ nè. Ơ gì kìa? Đó, ý chứ, giờ mới ngủ ra. Để hết giường ở trong dân làng luôn các bạn ơi. Rồi xong thì nó chết. Đem một thằng ngu nữa ra đây. Ui đây. Ui. Gì vậy bảo? Anh đang lấy được đá. Anh lấy được đá rồi. Anh có Creeper đá. Creeper. Ui đá trâu quá ta. Oh man. Creeper. Bây giờ Creeper. Đá nó cầm bay nó bay cầm hai block rưỡi á. Nó đi ngang qua lấy cái mộ gì. Ơ. Ôi. Ủa sao anh bảo chết vậy? Ủa Bảo đi về đâu rồi? Jason! Quá non, ta đập mấy cái giường dưới trước, đập giường mình cuối. Ngu huyền sự. Nhưng mà thằng do nào Huy Đức nó lấy block qua rồi mới đi ra để bị đánh đó chứ. Không, em nhưng mà em phải không có đập giường. Trời ơi, chán chưa?